Năm tháng 11 sẽ là thời điểm bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì đây chính là thông tin cực kỳ quan trọng và tất cả những nhà đầu tư ở trên thế giới đều sẽ hướng về cái cuộc bầu cử này thì chắc chắn rằng ở tại Việt Nam cũng có nhiều người cũng có nhiều tay to nhiều đội là nhiều đội lái họ chờ đợi những cái thông tin này nó qua rồi họ mới bắt đầu họ vào tiền thì ngày hôm nay hãy sẽ chia sẻ với anh chị á, về một số những cái sự thật những cái gọi là những cái phát mà nó đã từng xảy ra sau những cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và rất là vui khi đây đều là những thông tin tích cực và có thể tác động tới xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam vậy thì thông tin này là gì chúng ta chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở trong cái video ngày hôm nay rồi à, về cái phần đầu tiên thì Hải cũng xin bật mí luôn cái thông tin mà Hải nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái sự tích cực chính là cái vấn đề về mặt tỷ giá thì cho những ai chưa biết trong thời gian gần đây mọi người thị trường chúng ta rơi và đặc biệt không chỉ là không có cầu bắt đáy mà chúng ta còn không có cầu ở nước ngoài khi mà cái khoảng thời gian mà nước ngoài họ bán rồng nó đã lên tới con số là hơn một tháng trời nha hơn một tháng trời thì lý do vì sao họ lại bán rồng Tại vì cái chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY đã có những thời điểm nó hồi lên đến tận là 104.6 Anh chị nha 104.6 Thì đây là một con số rất nguy hiểm Mọi người thấy rằng á, chúng ta đã bắt đầu Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã bắt đầu phải à, Phải có những cái biện pháp Là họ phải mua bán ngoại tệ Để họ ổn định cái tỷ giá ở trong nước Thì cái việc á, mà cái chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ Nó tăng quá mạnh như vậy Nó khiến cho chúng ta tạo nên một cái sự bất ổn Về mặt tỷ giá và từ đó là khối ngoại họ không còn mặn mà với thị trường tại vì tỷ giá quá cao à, vậy thì khi à, khi khối ngoại họ quay trở lại chính là thời điểm mà tỷ giá nó cần phải nó cần phải giảm mạnh thì cái thông tin à, cái thông tin về cuộc bầu cử nó sẽ giúp chúng ta đạt được cái điều này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về các cái nhiệm kỳ tổng thống mỹ để xem coi họ đã làm gì để bình ổn tỷ giá anh chị nha rồi thì chúng ta xem tới đây rồi á mà bất kỳ anh chị nào chúng ta cảm thấy rằng là cái nội dung của video nó hữu ích và chúng ta muốn xem là chúng ta có thể cho hải một like nè một đăng ký kênh cũng như chúng ta có thể tham gia vào cái room zalo ở bên dưới này thì hãy sẽ tư vấn cho anh chị một cách miễn phí ha gần đây thì hải khá là ít ra video những cái thời gian ra video của hải á nó cách nhau khá là nhiều thì lý do rất đơn giản tại vì à, tại vì cái cái view á nó cơ bản là nó vẫn đúng và cho tới hiện tại thì hãy đã view là thị trường nó điều chỉnh á đây cẩn thận ngân hàng nè tín hiệu xấu nè đừng vội bắt đáy nè đúng mà những cái video mà hãy nói á, về cái việc thị trường nó sẽ điều chỉnh á nó vẫn đúng và cho tới sáng ngày hôm nay á, thì hãy vẫn nói rằng á là tình trạng giảm theo cái kiểu cư chân bàn á nó thật sự khó để mua và kết quả là thị trường tiếp tục rơi thêm mùi giá đó, thì anh chị nào mà chúng ta đã xem video của Hải rồi, chúng ta đi theo cái view giảm của Hải thì chúng ta có thể bình luận giúp cho Hải một cái chữ cảm ơn và một cái trái tim để Hải biết rằng anh chị chúng ta đã né được cái nhịp giảm này. Còn quay trở lại với nội dung của chúng ta, thì đầu tiên anh chị chúng ta đi qua về các cái chính sách thì Hải sẽ đi qua về một số những cái tổng thống gần đây thôi, chứ còn đi qua về những cái vị tổng thống quá xa thì thật ra nó sẽ không có mang lại cho chúng ta quá nhiều những cái. À, những cái uh, gọi là những cái khía cạnh để chúng ta xem xét một cách nó cụ thể và nó và nó chính xác thì tổng thống đầu tiên mà hãy nhắc tới ở đây á, sẽ là tổng thống Barack Obama với nhiệm kỳ từ 2008 cho tới 2016 thì dĩ nhiên với một cái nhiệm kỳ dài như vậy á, một cái thật ra là có hai nhiệm kỳ anh chị nha thì với hai nhiệm kỳ dài như vậy thì ông Barack Obama đã có rất là nhiều những cái chính sách nhưng mà ở trong đó mọi người thì khi mà ông này cầm quyền thì ông đã ông đã bơm các cái gói cứu trợ và các cái chính sách nới lỏng định lượng để để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính thì chắc là chúng ta vẫn còn nhớ đúng mà cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 đã gây ra một cái sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới nền kinh tế của toàn thế giới à, cho nên rằng là khi ông này lên nắm quyền thì ông bơm ra các cái gói các cái gói cứu trợ và dĩ nhiên rồi khi mà bơm ra các cái gói cứu trợ đồng nghĩa với việc là bơm tiền vào nền kinh tế, mà khi bơm tiền vào nền kinh tế thì nó sẽ làm tăng lo ngại và lạm phát, mà khi tăng lo ngại và lạm phát tức là à, tức là cái đồng usd tăng và đồng usd tăng thì cũng đồng nghĩa với việc là, là 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 nó mất giá, thì đây chính là vấn đề nha, đây 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 chính là vấn đề, thì uh, đối với hải á thì hải thấy rằng là những cái À, những cái uh, tổng thống sau á họ cũng gặp phải một cái tình trạng tương tự. À, ví dụ như là Donald Trump vào 2016 cho tới 2020 thì uh, ông Donald Trump cũng có rất nhiều những chính sách anh chị nha, có rất nhiều những cái chính sách đặc biệt là những cái chính sách mà gọi là gọi là chiến tranh thương mại với là Trung Quốc. Đó. Tuy nhiên thì trong đó chúng ta cũng có những cái chính sách như là gì à, à ông chi tiêu vào quốc phòng quá nhiều và đặc biệt là cái việc chi tiêu này á nó còn cao hơn à, và nó làm nó làm tăng cái ngân sách và cũng như là nợ công thì uh, từ đó nó cũng uh, nó cũng gây ra những cái lo ngại và đặc biệt thì cũng giống như là Barack Obama ông Donald Trump lên vào cái nhiệm kỳ chúng ta dính phải một cái cuộc suy thoái kinh tế tại vì Covid-19 và bởi vì vậy ông cũng cần phải tung ra những cái gói kích thích kinh tế với lãi suất thấp thì khi mà ông tung ra như vậy đồng nghĩa với việc là bơm tiền ra thị trường và từ đó cũng làm cho đồng USD nó nó suy yếu anh chị ha rồi và gần đây nhất chính là ông Joe Biden, thì ông này thì à, à, nhìn chung đối với hải thấy á là ông cũng không có làm gì quá nhiều, à, đa phần á, là ông tung ra các cái gói kích thích kinh tế và đặc biệt á, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như là đẩy mạnh chi tiêu đầu tư công và làm thông một ngân sách thì nó cũng tương tự như như cái phần số 1 này của Donald Trump và từ đó là dẫn tới đồng USD cũng bị suy yếu anh chị nha, thì ba kỳ tổng thống gần nhất á đối với Hải thì Hải thấy rằng là những cái chính sách của những cái người này đều làm cho cái đồng USD nó bị suy yếu đi và đặc biệt là hai ứng viên hiện tại là Donald Trump và bà Kamala Harris thì cũng có những cái ở những cái chính sách theo Hải thấy rằng nó cũng mang lại cho cái đồng USD một cái một cái xu hướng giảm thì ở đây chúng ta có rất nhiều đúng không ạ nhưng mà Hải muốn mọi người á chúng ta chỉ tập trung vào hai cái tiêu chí thôi là thuế doanh nghiệp trong nước cũng như là cái thương mại đối với lại Trung Quốc thì có những một cái sự khác biệt rất rõ rệt rất rõ rệt là ông Donald Trump thì muốn giảm thuế Ở trong khi đó thì bà Kamala Harris lại muốn lại muốn tăng thuế thì ví dụ như là ông Donald Trump đắc cử tổng thống thì ông sẽ đưa ra các cái chính sách về bảo hộ kinh tế và và giảm thuế chị nha và giảm thuế thì điều này nó sẽ có thể gây ra gây ra cái tăng lạm phát trở lại và và từ đó tăng lạm phát trở lại và ngoài ra thì cái tư tưởng của ông Trump á thì thường ông sẽ muốn thúc đẩy các cái chính sách về giảm thuế và cắt giảm và quy định hỗ trợ cho thị trường và nói chung á là nó dẫn tới cái thâm hụt về ngân sách và lạm phát thì mọi những cái tư tưởng của ông Trump á đều dẫn tới một cái việc là đồng USD sẽ bị suy yếu còn đối với lại bà Kamala Harris đó, thì sẽ duy trì sẽ duy trì cả định hướng về cái chi tiêu cao cũng như là nới lỏng tiền tệ như hiện tại và cái chính sách của bà này thì cũng tiếp nối với là ông Joe Biden sẽ tung ra các cái gói kích thích tài chính và và nó cũng gây ra khi mà tung ra các gói kích thích tài chính thì như chúng ta đã phân tích về các vị tổng thống trước thì cũng gây ra cái việc là làm cho đồng USD bị suy yếu thì cả hai người này cho dù ai lên đều sẽ giúp cho chúng ta bình ổn được cái tỷ giá và đặc biệt chúng ta có một thông tin rất quan trọng là chúng ta có một cái đồng tiền mới sắp được tung ra thị trường là chính là cái đồng tiền brick mọi người đây cho ai chưa biết thì chúng ta có một cái đồng tiền chung là đồng tiền brick này sắp được tung ra thị trường với khoảng tầm hơn 30 quốc gia tham gia thì khi mà chúng ta có một đồng tiền mới chắc chắn rằng nó sẽ nó sẽ đẩy cái đẩy cái vị thế của của đô la ra, của đô la xuống. Tại vì sao? Đô la là một cái đồng tiền được sử dụng gần như là trên toàn thế giới. Hầu như chúng ta mang đô la đi đâu chúng ta cũng sử dụng được. Thì khi chúng ta có một đồng tiền khác nó cạnh tranh với lại đô la. Ví dụ như trước đây chúng ta cũng có là euro nữa đúng không ạ? Chúng ta có bảng Anh thì bây giờ chúng ta lại có thêm một đồng tiền nữa. Thì khi chúng ta có thêm một, thêm một đồng tiền, cái vị thế của đô la sẽ bị ảnh hưởng thì chắc chắn rằng cái cái DSI này nó cũng sẽ nó cũng sẽ điều chỉnh anh chị ha. Thì từ đó Hãy đưa ra một cái kết luận á, là ở trong thời gian tới chúng ta có rất nhiều những cái thông tin để chúng ta có thể bình ổn được cái tỷ giá. Và khi chúng ta bình ổn được cái tỷ giá, à, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện là cái dòng tiền từ nước ngoài, cái lực cầu từ nước ngoài, họ sẽ quay trở lại với Việt Nam. Thì đây là một cái thông tin nó rất quan trọng. Mà hãy nghĩ rằng là nó hoàn toàn có thể tác động tới xu hướng của cái thị trường. Còn hiện tại thì cái vị thị trường giảm á, nó đến từ cái vấn đề gì ạ? Là mọi người chúng ta lo sợ. Đúng không? Chúng ta nhìn vào cái nhịp trước á khi mà chúng ta sắp đón tin về cái lần hạ lãi suất đầu tiên của Mỹ á, chúng ta cũng vậy mọi người, thị trường rất chán, tại vì sao? Mọi người sợ, mọi người chúng ta chờ, chúng ta chờ cái thông tin nó ra xong rồi chúng ta mới hành động. Thì bây giờ cũng vậy, các tay to và các đội lái họ cũng chờ. Thì từ đó nó dẫn tới cầu nó không vào, nó cầu nó không vào mà cung nó cứ sợ, thì nó cứ bán mãi cho nên thị trường mới giảm. Còn thật ra thì chúng ta vẫn sẽ đón nhận tương đối nhiều thông tin tốt đối với thị trường để chúng ta có thể tiếp tục duy trì cái kịch bản ít nhất là quay ở vùng cao anh chị ha. Đó là về cái thông tin. Còn à, tiếp theo thì về thị trường chung á, đối với Hải thì ngày hôm nay chúng ta có một số những cái điểm tích cực. À, dĩ nhiên là cổ phiếu vẫn rơi, đúng mà dĩ nhiên là cổ phiếu vẫn rơi. Và chúng ta nhìn qua từ ngân hàng, từ thép, từ bất động sản hay các ngành khác đều rơi, nhưng mà có một ngành bắt đầu có cầu vào là chứng khoán. À mặc dù thị trường thì vẫn rơi nhưng mà chứng khoán thì bắt đầu có cầu vào anh chị nha. Đây là những cái nhịp bật đầu tiên và chứng tỏ rằng là cầu nó vẫn đang cố gắng tham gia cầu nó vẫn đang cố gắng tham gia vào trong à vào trong thị trường thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có sự tham gia của thanh khoản chị nha không phải tăng bậy bạ mbs có sự gia tăng về thanh khoản này ssi có sự gia tăng về thanh khoản này vci có sự gia tăng về thanh khoản này thật ra thì vci đã tăng về thanh khoản được khoảng tầm 3 phiên rồi nha hcm cũng đang cố gắng lấy lại định cũ và thanh khoản tăng gấp đôi fts đã lấy lại được nền giá và thanh khoản cũng cũng tăng gấp đôi thì đây là một cái điều rất là đáng mừng anh chị nha đây là một cái điều rất đáng mừng khi mà các cổ phiếu trên thị trường có một ngành đặc biệt đây là ngành vũ hóa lớn nha đặc biệt đây là ngành vũ hóa lớn mà mà nó là tăng như vậy rồi thanh khoản nó vào như vậy rồi và nó lấy lại được nền giá thì thì cái vùng này là mọi người chúng ta đã phân tích rồi đúng không chúng ta đã phân tích với nhau rồi đây được gọi là mẫu hình gãy nền rũ nha nó gãy nền xong nó hồi lên lại là mẫu hình gãy nền rũ rất là tốt thì chỉ cần các cổ phiếu chứng khoán nó dẫn dắt thị trường nó lấy lại nó lấy lại nền giá và nó lấy lại xu hướng thì thị trường chúng ta sẽ rất tốt thì hải vẫn nhận định rằng cái vùng này nó bắt đầu vào vùng mua rồi cái vấn đề gì à? chúng ta chờ xong tin thì chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn còn bây giờ anh chị chúng ta hoàn toàn có thể rải ra chúng ta mua dần rồi nha hoàn toàn chúng ta có thể rải ra và chúng ta mua dần với cái thị trường hiện tại thì đây là một cái thông tin hà nghĩ rằng nó rất là tích cực để anh chị chúng ta có thể bắt đầu tự tin hơn. Chúng ta có thể bắt đầu tích cực hơn đối với là thị trường hiện tại mọi người ha. Rồi thì đó cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Thì rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi video. Và hy vọng là chúng ta xem xong chúng ta có thể ủng hộ Hải bằng cách cho Hải một like, một đăng ký kênh. Cũng như chúng ta cần hỗ trợ thêm, chúng ta có thể tham gia vào cái room này thì Hải vẫn sẽ tư vấn cho anh chị một cách miễn phí ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.